Mommy and me Vietnamese. Hello, chào các em. I'm Miss Chan. Cô là cô Bảo Trân. Let's learn Vietnamese together. Mình học tiếng Việt với nhau nhé. Woo! But first, let's have a dance party. Yeah, that was so much fun. Okay, now that we got our energy out, it's time to learn about family in Vietnamese through music. Và sau đây mình sẽ học về gia đình. Can you repeat after me? Gia đình, family. Now it's time to meet Miss Jennifer. Mời các em gặp gỡ cô Phở. What do you call your family? Family, family. What do you call your family in Vietnamese? Mama is mẹ, Dada is ba, Grandpa is ôm, and Grandma is ba. What do you call your family? Family, family. What do you call your family in Vietnamese? Older sister is chị, younger sister is em. Older brother is an, and younger brother is em. That's what you call your family, family, family. It's what you call your family in Vietnamese. Now how do you say family in Vietnamese, Vietnamese? How do you say family? You say gia đình. Can you say it with me, please? Family in Vietnamese. Let's say it in Vietnamese. It is gia đình. Repeat after me. Family. Gia đình. Family. Gia đình. Cảm ơn cô Phở đã nghĩ ra bài này. Thank you, Miss Jennifer, for thinking of this song. Now, let's review the words that we learned. Do you remember how to translate mama? How do you say mama in Vietnamese? Mama, mama in Vietnamese is mẹ, mẹ. Or some people say má, má. Mm-hmm. So mẹ or má. Next, how do you say dada or dad in Vietnamese? You guessed it. It is bố, bố. Hoặc là, or sometimes people say ba, ba. Bố, ba. Mm-hmm. Bố ba. Okay, and next, how do you say grandpa in Vietnamese? Grandpa trong tiếng Việt là gì? Hmm? Là ông, ông. Mm-hmm. Còn grandma, grandma tiếng Việt là bà. Bà. Mm-hmm. Ông. Bà. Yay! Next, how do you say older sister in Vietnamese? It is chị. Chị. Good job! And how do you say older brother in Vietnamese? It's an. An.
And how do you say younger sister in Vietnamese? Mm-hmm. And what about younger brother? This is a trick question. How do you say younger brother in Vietnamese? It is also am. Am. All right. So that is how you say the names of your family members. But how do you say family in Vietnamese? Family in Vietnamese is called gia đình. Gia đình. So let's review these words again along with the baby sign language. All right. Mama. Mẹ. Má. Dada. Bố. Ba. Ông. For grandpa and grandma is ba. Ba. Chị. Chị, which is older sister. An is older brother. Em is younger sister. And em is younger brother. And finally, family. Great job! You did so well. Now I think it's time that we sing the song again, but a little faster. Are you ready? Let's go! What do you call your family? Family, family. What do you call your family in Vietnamese? Mama is mẹ, dada is cha, grandpa is ông, and grandma is ba. What do you call your family? Family, family. What do you call your family in Vietnamese? Good job! Các em giỏi lắm! Và bây giờ đến giờ đọc sách rồi. And now it's story time with baby Aria. Mời quý vị gặp con của Bảo Trân, đó là bé Thương. Aria muốn đọc chuyện không? Đây là quyển sách Where is Baby's Mommy? Mẹ của bé ở đâu? A Caring Cat's Live the Flap Book. Mommy is playing hide and seek with me. Is mommy in the closet? Mẹ đang chơi trò chơi trốn và tìm với con. Mẹ có ở trong tủ không? Mở đi. Peek-a-boo! No, my wagon is in the closet. Nằm lại nha. Hù, come. Chiếc xe kéo của con ở trong cái tủ. Okay. Is mommy behind the plant? Mẹ có trốn ở phía sau cái chậu bông không? Mở đi. Peek-a-boo! No, my ball is behind the plant. Một lần nữa nha, mở ra. Ooh. Come. Trái banh của con ở phía sau chậu bông. Is mommy behind the chair? Mẹ có trốn ở phía sau cái ghế không? Rồi, mở đi. Peek-a-boo! No, my kitty is behind the chair.
Who? Come, con mèo nằm ở phía sau cái ghế. Is mommy under the table? Mẹ có ở dưới cái bàn không? Peek-a-boo! No, my teddy bear is under the table. Mở đi, mở đi, sorry, mở đi. Who? Come. Con gấu nhồi bông ở dưới cái bàn. Is mommy behind the shower curtain? Mẹ có ở phía sau màn tắm không? No, my rubber ducks are behind the shower curtains. Who? Tom, mấy chú vịt nhựa ở phía sau màn tắm. Is mommy under the blanket? Mẹ có ở dưới cái mền không? Mommy. Một lần nữa nha. Who? Vâng, con tìm được mẹ rồi. Con yêu mẹ. Yay! Cuốn sách hay không? Hay, vỗ tay. Vỗ tay, vỗ tay. Yeah. Okay, thank you Aria. Cảm ơn bé Thương nha. Wow, that was a fun story. I hope you liked that book. Hy vọng là các em thích quyển sách đó. Lần sau mình sẽ đọc tiếp nha. Nhưng lần này mình sẽ học một bài hát mới. Now let's learn a new song. It is called Cả Nhà Thương Nhau, which means the whole family loves each other. Now the first part goes: Ba thương con vì con giống mẹ. Your turn. Ba thương con vì con giống mẹ. Next, it is Mẹ thương con vì con giống ba. Your turn. Mẹ thương con vì con giống ba. Okay, next it's Cả nhà ta cùng thương yêu nhau. One more time. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau. Good job. Xa là nhu, gần nhau là cười. One more time. Xa là nhu, gần nhau là cười. Good job. Yay. Let's do it again. Bây giờ mình sẽ hát bài này lại nhé. Let's sing again the whole song together. Ba thương con vì con giống mẹ. Mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau. Xa là nhau, gần nhau là cười. Yay! Cười, 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 cười. Các em cười đi. Can you smile? Good job! Now, you must be wondering, what does this song mean? I will try my best to translate it into English. Are you ready? Dad loves me 'cause I'm like mom. One more time. Dad loves me 'cause I'm like mom. All right, next part. Mom loves me 'cause I'm like dad. Mom loves me 'cause I'm like dad. All right, the next part goes, we all love our family. Again, we all love our family. For we're sad. For we're sad. Together we
we smile. Together we smile. Good job! Yay! Now, are you ready to do it all together? All right, let's go. Dad loves me 'cause I'm like Mom. Mom loves me 'cause I'm like Dad. We all love our family, for we're sad. Together we smile. Yay! Good job! Now, can we do it super, super fast? Are you ready? Oh, I don't know if I can do it. All right, let's try it. Okay. Dad loves me 'cause I'm like Mom. Mom loves me 'cause I'm like Dad. We all love our family, for we're sad. Together we smile. Oh, I messed up. It's okay, it's okay. Now let's try the Vietnamese version together really fast, okay? Alright, are you ready? Let's go. Mẹ thương con vì con giống mẹ. Mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau. Xa là nhớ, gần nhau là cười. Good job, good job. We did it. Yay! Okay, now super fast. Mẹ thương con vì con giống mẹ. Mẹ thương con vì con giống. That was too hard. Oh my goodness, but that was fun. Thanks for joining us. To say daddy loves you in Vietnamese, you can say bố or ba thương con. Bố thương con. Ba thương con. To say mommy loves you, you can say mẹ or má thương con. Mẹ thương con. Má thương con. Now, if you want some extra credit, you can say very much in Vietnamese, which is nhiều lắm. Nhiều lắm. Bố thương con nhiều lắm. Mẹ thương con nhiều lắm. Thank you, and I hope you say this to your child a lot. Can you say mama? Dada. Mama. Dada. Mama. Mama. Papa. Chào người bạn mới đến. Có quên một niềm vui. Chào nụ cười dễ nên.
lại. Repeat after me. À. 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 Con là. À. Con là. À. 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 Ba. Ba. Cá. Cá. Dạ. Dạ. Bờ a ba. Bờ a ba. Cờ a cà. Cờ a cà. Giờ a già. Giờ a già. Ba cà. Ho 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 ho. Ba, 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 a, ba. To study a day, and our problems with Vietnamese will go away. Yeah. Chữ á. Xin lặp lại. Repeat after me. Á. 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 Chiếc khăn. Á. Chiếc khăn. Á. Á. Chữ á. Á. Mặt trăng trên chữ á kìa. Mặt trăng trên chữ á kìa. Ah, there is a moon over á. Hi, my name is á. Whenever I look up, I see a moon over me. Oops, I'm sorry. Well, the moon is so amazing. Amazing. Ladies and gentlemen, and now introducing letter O. My name is O, O, O. I'm a cousin of A, A, A. But I wear a hat, O, O, O. O, 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 O. Xin lặp lại. Please repeat. Ơ. 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 Cái ấm. Cái ấm. Âu châu. Âu châu. Cái cân. Cái cân. Ông thầy. Ông thầy. O tròn dính móc là A. O tròn dính móc là A. Á thêm dấu ngoặc. Á thêm dấu ngoặc. Ớ cha nón vào. Ớ cha nón vào.
say man. I spell A B A Ba. M M Nang Ma Ba Ma. Lên, dù con em của chúng ta sẽ là bác sĩ, luật sư hay làm gì đi nữa, các em cũng sẽ cần thông thạo tiếng Việt để tiếp xúc với khách hàng, để giao thiệp ngoài xã hội và trong gia đình. Vậy, xin quý phụ huynh hãy giúp cho con em học tiếng Việt, một ngôn ngữ các em cần sử dụng trọn đời. Bye.
hai chữ khác xa, L thì xuông sẽ bờ cha móc ra. Các dấu trong tiếng Việt: dấu sắc, dấu huyền, dấu hỏi, dấu ngã, dấu nặng. Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng. Nghe vẻ, nghe về. Nghe về các dấu: dấu sắc hất qua, dấu huyền kéo lại, dấu nặng một chấm, dấu hỏi công công, dấu ngã nằm ngang. Nằm ngang ý mà nằm ngang. Nằm ngang dấu ngã, công công dấu hỏi, một chấm dấu nặng, kéo lại dấu huyền, hất qua dấu sắc, dấu sắc ý mà dấu sắc. Xin lặp lại theo nhịp: nghe vẻ, nghe về. Nghe về các dấu: dấu sắc hất qua, dấu huyền kéo lại, dấu nặng một chấm, dấu hỏi công công, dấu ngã nằm ngang. Nằm ngang ý mà nằm ngang. Nằm ngang dấu ngã, công công dấu hỏi, một chấm dấu nặng, kéo lại dấu huyền, hất qua dấu sắc, dấu sắc ý mà dấu sắc. Makes you smarter? Isn't it great? Bravo, bravo! Congratulations to you. Yes, you. The one and only you. You can speak Vietnamese and English. Wow! Ba 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 ba
bà ca. Bà ca. Âu ơ di dầu cầu giang đông đanh. Âu ơ di dầu cầu giang đông đanh. Ba, 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 bờ a ba huyền ba. Có hai cách phát âm chữ dê. Miền Bắc phát âm là dê âm giờ, giống như là âm giờ của di trong zebra tiếng Anh. Miền Nam phát âm là dê âm giờ. Thí dụ chữ dạy dỗ, miền Bắc phát âm là dạy dỗ, miền Nam phát âm là dạy dỗ. Trước hết, chúng ta học cách phát âm của miền Bắc. Chữ dê. Chữ dê. 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 Con dê. Con dê. Cô dâu. Cố dấu. Chữ dê. Chữ dê. Âm của chữ dê là giờ. Xin lặp lại. Giờ. 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 Sau đây chúng ta học cách phát âm của chữ dê theo người miền Nam qua bài hát Dung Dăng. Ladies and gentlemen, and now introducing letter B. Kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin giới thiệu chữ B. Chữ đê. Chữ đê. 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 Đèn. Đèn. Xe đạp. Xe đạp. Chữ đê. Chữ đê. Âm của chữ đê là d. Xin lặp lại. D. Đờ. 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 Đê. Đê. Đờ. Đờ. Đê. Đê. Đờ. 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 Yeah.
đơ. Đơ ơ đơ. Đơ u đu. Đơ u đu. Đơ ư đư. Đơ ư đư. Đê. Đê. Đơ. Đơ. Đang đêm đông đốt đèn đi đâu đó. Đang đêm đông đốt đèn đi đãi đậu đen đây. Đậu đen đây, đậu đen đây. Ai mua đậu đen? Dê đê gần giống như nhau. Chữ đê khác bởi trên đầu gạch ngang. Hỏi. Dấu hỏi. À hỏi à. À hỏi à. Bờ a ba hỏi bả. Bờ a ba hỏi bả. Cờ a ca hỏi cả. Cờ a ca hỏi cả. Giờ a ra hỏi giả. Giờ a ra hỏi giả. Đờ a đa hỏi đã. Đờ a đa hỏi đã. Á. Á. Bá. Bá. Cá. Cá. Giá. Giá. Đá. Đá. A. A. Á. Á. À. À. Á. Thank you.
all day long while he sings his song. I am just that way with childcare friends all day.
lặp lại. A. A. Ơ. Ơ. B. B. C. C. D. 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 E. 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 Quả lê. Ê búp bê. Ê búp bê. Ê ê ê. Ê ê ê. Ê con bê. Ê con bê. Bê ra đê. Bê ra đê. Ra tê tê. Ra tê tê. Ê. Ê. Ê ê ê ê ê. So young, thus she was unwise. She didn't push in her chair after sitting. She wore her street clothes to bed. Now as we grow up, we are much more organized. We push in our chairs after sitting. We change out of our street clothes when we go to bed. Was so young, thus she was unwise. She didn't push in her chair after sitting. She wore her street clothes to bed. Now as we grow up, we are much more organized. We push in our chairs after sitting. We change out of our street clothes when we go to bed.
e kê. G e kê. L e lê. L e lê. M e mê. M e mê. N e nê. N e nê. R e rê. R e rê. S e sê. Lớn lên, dù con em của chúng ta sẽ là bác sĩ, luật sư hay làm gì đi nữa, các em cũng sẽ cần thông thạo tiếng Việt để tiếp xúc với khách hàng, để giao thiệp ngoài xã hội và trong gia đình. Vậy, xin quý phụ huynh hãy giúp cho con em học tiếng Việt, một ngôn ngữ các em cần sử dụng trọn đời. Dấu ngã. Âm của chữ G là G. Xin lặp lại. G. 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 A ga huyền gà. G. A ga huyền gà. 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 Please repeat. Xin lặp lại. Chữ G. Chữ G.
ga 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 go 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 has a red comb. His feet have spurs. He crows, ah, ah, ah. He crows, ah, ah, ah. Has a red comb. His feet have spurs. He crows, ah, ah, ah. He crows, ah, ah, ah. Cháu thiếu nhi thân mến, trong gần một tiếng rưỡi vừa qua, chúng ta đã cùng nhau vui học tiếng Việt. Chẳng những chúng ta đã học một số mẫu tự mà còn đi sâu vào chi tiết ráp các mẫu tự đó với nguyên âm, phụ âm, tập phát âm các chữ trong bài hát, tập đánh vần và thực tập các dấu. Các cháu có biết không, khoa học ngày nay đã chứng minh được lợi ích của việc học thêm ngôn ngữ khi còn nhỏ. Trí óc của các cháu có thể dễ dàng phân biệt tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Tây, tiếng Trung Hoa, vân vân mà không bị lẫn lộn. Trái lại, nhờ học nhiều ngôn ngữ từ thuở ấu thơ
mà trí thông minh của các cháu được phát triển thêm. Lỗ tai và mắt cũng có thể phân biệt những âm sắc khác nhau một cách tự nhiên. Do đó, nhiều trường học nổi tiếng của Âu Châu và Hoa Kỳ đã bắt đầu cho thiếu nhi học sinh ngữ từ các lớp nhỏ. Ước mong mỗi ngày các cháu hãy bỏ ra vài phút để xem video học tiếng Việt. Âm thanh, màu sắc, tiếng nhạc vui tươi sẽ giúp trí thông minh của các cháu phát triển thêm, đồng thời giúp các cháu thu nhận tiếng Việt một cách tự nhiên. Phút chia tay, chú Quang Trung và cô Nhã Ý thay mặt trung tâm thế hệ trẻ gửi đến các cháu những lời chúc vui, chúc lành nhất và xin đặt ra đây một số câu hỏi. Lớn lên các cháu thích làm gì nè? Làm thầy cô giáo phải không? Hay là thích làm luật sư? Có cháu thì thích làm bác sĩ. Rồi có những cháu khác thì thích làm thương mại, thích buôn bán. Dù làm gì đi nữa, hàng ngày các cháu có cần phải tiếp xúc với khách hàng, thân chủ của mình hay không? Và nếu có, thì các cháu có cần phải thông thạo tiếng Việt hay không? Bây giờ thì cô xin đặt ra đây một câu hỏi cuối cùng. Xin đố các cháu trả lời. Tiếng Việt, một ngôn ngữ các cháu cần sử dụng trọn đời. Các cháu có nên học ngôn ngữ này càng sớm càng tốt hay không? Thức ăn đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của chúng ta, trong sức khỏe và hạnh phúc gia đình. Những món ăn ngon, bổ và mới lạ sẽ làm tăng thêm phần ấm cúng và hạnh phúc cho những bữa cơm nhà, mọi người sum họp. Nhưng chúng ta không biết nấu món gì cho mới lạ, làm sao bây giờ? Xin đừng lo, chúng tôi xin giới thiệu bộ video tự học nấu ăn từ số 1 đến số 10 do Trung tâm Thế hệ thực hiện. Video Thế hệ tự học nấu ăn số 1, các món ăn đặc sản Việt Nam. Tự học nấu ăn số 2, các món ăn đặc biệt Việt Nam. Tự học nấu ăn số 3, số 4 và số 5, các món ăn chay đặc biệt. Tự học nấu ăn số 6 và số 7, các món bánh. Và tự học nấu ăn số 8, món ăn cho sinh nhật, cưới hỏi, tiệc tùng, lễ hội. Mỗi chiều cuối tuần, xin mời quý vị ghé qua tiệm Thế hệ trẻ đến dãy video nghệ thuật sống. Ở đó có nhiều video giúp chúng ta nâng cao đời sống bản thân và gia đình. Bạn hãy chọn một video tự học nấu ăn mới nhất và rồi hãy sửa soạn cho gia đình một món ăn mới lạ. Bạn sẽ thấy không khí gia đình hạnh phúc và ấm cúng hẳn lên. Cơm đâu cho bằng cơm nhà, thơm ngon bổ rẻ thật là hết chê. Xin hỏi bộ video Thế hệ nghệ thuật sống, tự học nấu ăn từ số 1 đến số 10, tự học cắm hoa và tự học khiêu vũ tại các tiệm băng nhạc khắp nơi và tại trung tâm Thế hệ trẻ. Xin đón xem chương trình Thế hệ trẻ mỗi ngày 5 phút học tiếng Việt, trình độ 2 và 3 do Trung tâm Thế hệ trẻ thực hiện. Cũng với phương pháp áp dụng bài học vào bài hát, thực tập ngay sau bài học với tiếng nhạc vui tươi, lời ca lành mạnh, vừa giúp các em học tiếng Việt, vừa học công dân giáo dục. Xin hỏi mua video Thế hệ trẻ băng gốc mỗi ngày 5 phút học tiếng Việt,
trình độ 2 và 3 tại các tiệm băng nhạc khắp nơi. Thế hệ trẻ mỗi ngày 5 phút học tiếng Việt.